Đây giờ mình sang đây nhá. Bên này có cháo này, bánh mì này. Rồi có xúc xích chay cho các bé này. Các bé rất thích món này. Bánh mì luôn. Bắp cải cuốn với lại nấm. Bắp cải cuốn nấm. Đây là gỏi, dạ. Gỏi bắp chuối. Đây là chả. Chả. Cái này là bánh gì anh? Bánh nậm. Bánh nậm chay. Dạ. Đó. Rồi, mời mọi người chụp. Mời anh Thiên. Chị là đầu bếp luôn hả? Dạ đúng rồi. Chị tên gì nhỉ? Em tên Tuyền ạ. Chị Tuyền, đầu bếp Tuyền đây. Thế mai quý vị đến thưởng thức món chay có thể gặp chị Tuyền. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel. Cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ trưa cho quý vị. Mình đi ngang qua con đường Lương Định Của thì mình thấy ở đây có một cái bảng là cơm chay 7.000. Thời gian phục vụ là từ 10 giờ 45 đến 12 giờ 45 và bán từ thứ hai đến thứ bảy. Thì không biết là cái quán cơm chay 7.000 này như nào, thì Kim cũng hay đi ngang qua con đường này thì mình không thấy, hôm nay mình mới thấy là có cái bảng ở đây. Mà cái đường vào nó như kiểu là mình đi vào một cái ngôi làng hay một cái khu rừng đó, nó ngoài rất là hoang sơ, tại vì khu này người ta giải phóng mặt bằng để người ta làm đường Lương Định Của đó các bạn. Thì Kiên đi thẳng vào bên trong này này. Thì Kiên hỏi lúc nãy thì gặp các anh chị ở bên trong cái câu lạc bộ ăn chay trường. Đấy. Câu lạc bộ ăn chay trường Thiên Nguyên. Thì mình hỏi các anh chị thì được biết là các anh chị là mới vừa mở một cái quán buffet chay 7.000 ở đây. Và hôm nay là cái ngày đầu tiên mà các anh chị gọi là họp mặt nhau lại, cũng như là để bàn bạc lên kế hoạch để khai trương quán các bạn. Nên là hôm nay mình vào đây thì cũng là cái duyên thôi, chứ cũng không phải là gọi là mình biết quán này trước. Nên là cái duyên thôi, hôm nay thì cũng chưa có mở bán, ngày mai mới là ngày bán cơm chay, lần cơm chay buffet chay là ngày mai mới là ngày bán đầu tiên. Hôm nay là chủ nhật thì thấy là các anh chị mở cái tiệc buffet này ra để cho các anh chị ở trong cái câu lạc bộ thiện nguyện ăn chay trường, người ta đến người ta giao lưu, cũng như là người ta những nhà mạnh thường quân người ta giao lưu, người ta đóng góp cái công sức của mình để duy trì quán này. Thì cũng là cái duyên thì mình đến đây thôi, mình cũng chia sẻ luôn cái câu lạc bộ này để gửi đến quý anh chị các bạn, để quý vị anh chị các bạn biết cái thông tin về câu lạc bộ ăn chay trường đó, nó nằm ở đâu, cũng như là cái quán buffet chay này nó mở khai trương như thế nào. Để quý vị các bạn có dịp thì mình ở cái khu vực quận 2, nhiều cô chú anh chị các bạn khó khăn đó, thì mình có thể là qua đây thưởng thức những cái bữa cơm chay 7.000 như vậy thì rất là ý nghĩa ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào gặp gỡ các anh chị cũng như là giao lưu để quý vị biết thêm thông tin, để quý vị đến thưởng thức món chay ở đây nhé. Đây là các bạn trẻ, rất là trẻ luôn, mình vào đây gặp toàn các bạn trẻ đẹp trai xinh gái, là những tình nguyện viên của câu lạc bộ từ thiện ăn chay trường các bạn. Đó. Đây là địa chỉ, đây là 008 lô B Lương Định Của, phường An Phú, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Đây. Hôm nay là ngày đầu tiên cái quán họp mặt các anh chị mạnh thường quân. Đây là chị, hình như là nãy mình nói chuyện với chị đây. Em chào chị. Chào em. Hôm nay đúng là cái duyên tình cờ đi qua ngang qua đây á, thì biết được là tại vì thấy cái bảng đấy mới vào hỏi chị, thì biết được tôi là chia sẻ đến quý vị các bạn luôn, đến quý vị khán giả luôn là biết cái địa chỉ của mình nha. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái mô hình ở đây mình làm không ha? Ở đây là câu lạc bộ từ thiện ăn chay trường. Thì mô hình ở đây là mình mở một cái quán cơm chay 7.000. Cái đối tượng mình muốn nhắm đến là các anh chị em, cô chú bác lao động nghèo và người vô gia cư á. Thì mình
mình câu lạc bộ từ thiện ăn chay trường cũng muốn chia sẻ cái phần nào cái gánh nặng cơm áo gạo tiền để hỗ trợ cho bà con trong cái bối cảnh kinh tế đang rất là khó khăn như hiện nay. Vậy hôm nay là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên hôm nay là khai trương, hôm nay là cái ngày khai trương cho dành cho mạnh thường quân và tình nguyện viên đến. Bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ mở bán chính thức và từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, ngày nào cũng bán. Địa chỉ đây là chỗ bao nhiêu chị? Ở đây là chung cư Lương Đình Của thôi, chung cư Lương Đình Của. Em cũng có đọc rồi, đây bên kia là có phường An Phú, quận 2 đúng không? Gần siêu thị Điện Máy Chợ Lớn á. Rồi để em sẽ gắn cái vị trí đây cho mọi người dễ tìm ha. Cảm ơn bên này mình là bán theo dạng buffet hay là cơm? Mình sẽ bán dạng buffet, mọi người tự lấy, tự phục vụ luôn. Khoảng bao nhiêu món vậy? Mỗi ngày là có trung bình từ 7 tới 10 món. 7 tới 10 món. Là đây là mình chủ yếu là phục vụ các cô chú hoàn cảnh khó khăn ha. Hoàn cảnh khó khăn rồi những người người ta muốn ăn chay, mình cũng giao duyên thêm cho nhiều người muốn ăn chay hơn nữa. Vậy là cái kinh phí này là do là ai đứng ra tổ chức? Kinh phí thì các mạnh thường quân người ta sẽ cùng nhau đóng góp. Mình là người đại diện thực hiện cái ý tưởng của họ thôi. Chị tên gì nhỉ? Chị tên là Hương Trà. Chị Hương Trà là người là chủ nhân trưởng nhóm. Trưởng nhóm cái câu lạc bộ câu lạc bộ từ thiện ăn chay trường đúng rồi. Đây là hôm nay là các anh chị đây là đa số là tình nguyện viên hết đúng không? Đa số là tình nguyện viên. Các bạn là sinh viên ha. Sinh viên. Gọi là doanh nhân. Mạnh thường quân. Vậy là cái ý tưởng này là cũng là từ lâu rồi đúng không? Cái ý tưởng này là cũng ấp ủ từ 2 năm rồi, từ khi câu lạc bộ mới mở thì mình đã cũng thích cái nuôi cái ý tưởng này, nhưng mà lúc đó thì mình chưa đủ điều kiện á. Chưa có nhân sự rồi cũng chưa có kinh phí, thì bây giờ đủ duyên rồi thì mình làm thôi. Tại sao chị lại chọn vị trí ở đây mà không lại không có lại trong trung tâm ở đây? Vị trí ở đây thì nó thoáng mát á, có thể ngồi được nhiều người. Rồi ở đây cũng là tập trung nhiều các anh chị em cô chú lao động cơ nhỡ khó khăn. Em thấy là đi cái đường đi vào thì mọi người nó cũng nhìn hơi hoang sơ xíu, hơi nhưng hoang mà sơ. Ở đây người ta đang giải phóng mặt bằng để làm đường đúng không? Chắc còn lâu tại vì cái dự án này nó cũng lâu rồi nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có thực hiện được. Đây chị ra đây chia sẻ mọi người một số món ở ngoài hôm nay. Hôm nay là chủ yếu là phục vụ các anh chị Mạnh Thường Quân với lại các anh trưởng chia sẻ không chị đóng đâu. Thôi chị cứ nói hôm nay thôi, nói về sơ sơ thôi. Có khoảng 7 món. Cà ri chay nè, bánh lọc, bánh nậm chay, cái này là cái bắp cải cuốn, này là xúc xích chay ha, rồi bên đây là bánh ướt, chả giò, rồi cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, nước cốt dừa, củ cải. Đây là những cái ngày mà bán là có cái món này không chị? Không, những ngày bán thì mình sẽ bán cơm, ví dụ như cơm, đồ xào, đồ mặn, các thứ rau, những cái món mà bình thường hôm nay giống kiểu tiệc của các anh chị kiểu tiệc nội bộ thôi. Rồi là mình cũng rất là gọi là có duyên các bạn ạ, đi ngang qua đây thấy thì vào thì gọi là được thưởng thức tiệc luôn. Hoan hỉ mình gọi là có cái gọi là có cái duyên. Đấy, đi ngang qua đây thấy thì các anh chị làm mình vô, mình gọi là vô giống kiểu là như người nhà vậy ấy, rất là tự nhiên. Như vậy thì nó lại ý nghĩa hơn nữa không? Chuẩn bị đó, không có được tự nhiên. Ngày mai, từ ngày mai là ngày 13 là quán bắt đầu là quán khai trương. Hôm nay như thế nào, có hấp dẫn, có... Em nhìn thấy là... Đẹp mắt hơn. Em nhìn thấy rất là đẹp mắt cũng như là nhìn hấp dẫn lắm. Với lại các cái món này thì cũng dễ làm nữa ha. Dễ làm. Bánh ướt này, bánh ướt món rồi có xúc xích chay, rồi một số cái món chay, bánh mì với cà ri thì cũng khá là dễ làm ha. Và hy vọng là nếu mà có quý cô chú anh chị các bạn mà muốn gọi là đến đây ví dụ như ủng hộ gạo hay là rau củ quả thì mình đến trực tiếp đây đúng không chị? Dạ đúng rồi. Tiếp đây gặp chị luôn ha. Chị Trà. Dạ chị Trà luôn ha. Đây là cái địa chỉ đây, em thấy là có 008 này, lô B này, chung cư Lương Đình của phường An Phú, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Đó. Đây bếp chay của mình trong này ha. Ngay ngã tư Nguyễn Hoàng với lại Lương Đình Của. Ngay ngã tư Nguyễn Hoàng với Lương Đình Của luôn. Đường chạy ra chạy vào bên chỗ này này. Đó. Ở đây thì được cái không gian khá là rộng ha. Có thể là ví dụ như mọi người đến xếp bàn ra được nhiều ha. Thoải mái. Xếp bàn ra. Sức chứa tối đa cũng phải 200 người. 200 còn người. Phía sau nữa, còn mặt sau nữa. Nói chung được cây để cái không gian thoải mái. Thoáng mát có cây cối.
Đây các anh chị đang miệt mài chuẩn bị món ăn. Có phỏng vấn đầu bếp trưởng không ạ? Bếp trưởng phụ trách nấu các món ăn. Dạ. Món này là món gì ta? Này là dưa mắm. Dưa mắm với lại là cháo đậu, dạ. Dưa. Cái món này em cũng từng ăn rồi mà hay quên tên chút à. Món này cũng làm khó lắm á. Món này là giống như là cái món mà chính kiểu như là món ruột của câu lạc bộ. Món ruột nó luôn. Nó rất là đặc trưng. Dạ. Vậy là câu lạc bộ của mình là cũng mở ra được mấy năm hả? Được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Bắt đầu là nay mới bắt đầu là mở quán ra để phục vụ bà con. Bình thường thì mình sẽ làm từ thiện kiểu là hàng tuần. Một lần. Dạ. Tới 2 lần, có khi nhiều thì 2 lần. Thì mỗi lần ngày thường là phát cơm hả chị? Phát cơm, cháo, phát tùy ngày. Cơm, cháo, nước rồi này nọ. Rồi đi vùng sâu vùng xa cũng có, gì một năm thì đi khoảng 3 tới 4 lần đi những cái vùng sâu vùng xa để hỗ trợ bà con nghèo. Thế là nay mới tìm được địa điểm để mở ra mở quán. Nói chung đông, nhóm mình thì rất là đông, thấy là nhóm mình là trên 500 người. Trên 500 người luôn. Nay là chưa đầy đủ đâu. 250 tới 200 gì đó. Đấy, cảm ơn chị nhiều. Chúc nhóm mình là thật nhiều sức khỏe. Nói chung là nhân rộng được cái mô hình cơm chay cho mọi người thưởng thức ha chị ha. Giúp đỡ được nhiều các cô chú hơn ha. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ đi quay một số cái cảnh các anh chị chuẩn bị đồ này cho các bạn xem này. Đó. Toàn những hot girl, hot boy không? Làm việc ai cũng tươi cười. Ngày mai mới là khai trương nha các bạn. Hôm nay là chỉ là họp mặt của nhóm thôi. Đây có một cái các anh chị đang ngồi gọi là massage cho nhau. Đây là chung cư Lương Định Của nha các bạn. Đó là quán cơm chay từ thiện 7.000 để được cái thành tựu như hôm nay á, là nhờ vào tất cả là nhờ vào quý mạnh thường quân đã đồng hành và hỗ trợ, và đặc biệt là các anh chị em tình nguyện viên chúng ta thời gian qua đã làm cầu nối gieo duyên cho đến những cái mảnh đời khó khăn cơ nhở. Thì với cái quán chay 7.000 hôm nay á, thì hy vọng sắp tới sẽ có thể chia sẻ phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền của những cái anh chị em cô chú bác lao động nghèo và những cái người vô gia cư. Chúng tôi là rất hy vọng là sắp tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân và các anh chị em tình nguyện viên. Bây giờ xin mời mọi người thưởng thức những cái món chay nhà làm do đầu bếp Miss Tuyền với lại cô Trang Lê thực hiện. Chúc mọi người một buổi trưa ngon miệng và một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp nha. Giờ bắt ăn luôn hả? Không phải, mình dắt đoàn làm mẫu cho mọi người. Mình đang làm mẫu cho mọi người. Đây. Rồi, đây. Cây hai tiền nha. Mọi người. Được rồi. Rồi. Dắt đoàn đừng có mất mì không. Rồi, đến giờ khai tiệc. Rồi, mọi người nha. Cái món chay các anh chị làm rất là ngon các bạn ạ. Hello, đây hả? Mông. Cho anh đó. Lấy em lên canh nào em coi đây.
kênh Sài Gòn Travel anh. À. Sài Gòn Travel. Lên lên cái gì? Lên YouTube. Cái gì? Cái gì? Có thể tới thưởng thức món chay được rồi. Mấy anh nhỏ thì lên trên TV mới to. Được. Con lấy đi, con lấy đồ ăn đi. Ừ. Dễ thương quá. Món ngon quá anh. À, bắp cải cuốn với lại nấm. À, à, bắp cải cuốn nấm. Đây là gỏi, dạ. Gỏi bắp chuối. Ừ. À, đây là chả. Dạ. Cái này bánh gì anh? Bánh nậm. Bánh nậm. Bánh nậm làm chay. Dạ. Đó. Rồi, mời mọi người chụp bữa. Mời anh Thiên. Chị là đầu bếp luôn hả? Dạ đúng rồi. Chị tên gì nhỉ? Em tên Tuyền ạ. À. À, chị Tuyền, đầu bếp Tuyền đây. Thế mai quý vị đến thưởng thức món chay có thể gặp chị Tuyền. Chị Tuyền nấu món chay hàng ngày. Đam mê nấu. Dạ, đam mê nấu. Cũng đam mê ăn luôn là được. Dạ đúng rồi, có. Rồi, mời anh dạ. Với mọi người ha. Dạ. Đấy, các chị. Nấu. Dạ, dạ, dạ. Cô Thảo ơi. Các anh chị tình nguyện viên và các anh chị mạnh thường quân. Rồi các anh chị ở trong tổ khu thiện chay trường. Ngày mai thì quý vị các bạn có thể đến đây thưởng thức buffet chay ở ngay địa chỉ 008 Lô B, bên đường của phường An Phú, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Đây mình sang đây nhá. Nơi này có cháo này, bánh mì này. Con chào cô. Này có món gỏi. Rất là đông luôn, có các bé luôn. Đây bánh nậm. Bánh nậm. Bánh nậm. Bánh này bánh nhỏ là cái gì chị? Bột lọc. Bột lọc à. Bột lọc. Bột lọc chay. Bánh nậm, bánh nậm, bánh lọc. Dạ. Bánh nước mắm nha các bạn. Đây có xúc xích chay cho các bé này. Các bé rất thích món này. Bên kia có cà ri bánh mì luôn. Cà ri bánh mì luôn. Con gái ơi.
Đây cà ri đưa mấy anh đưa ra luôn. Món mới, món mới. Món mới, món mới. Cao cao chưa? Rồi xe khác không chị? Rồi, khá đẹp. Rồi, thơm phức luôn. Thơm quá. Hấp dẫn quá hả? Hấp dẫn quá. Đây bánh mì đây các bạn. Cái này có cái thùng tôm ăn với lại gỏi. Bây giờ mình cũng đi lấy đồ ăn này các bạn ha. Đấy là mọi người lấy xong hết rồi. Đưa đi, đưa cho. Cái này lấy luôn này, đi con. Có đầu bếp luôn hả? Đầu bếp luôn. Có đầu bếp rất là dễ thương. Ủa? Chị đầu bếp rất là dễ thương. Có cái chén nước mắm không? Cái chén đựng nước mắm mà. Có ngon không? Có ngon không? Dạ. Ngon hả? Ngon ăn nhiều quá nha. Kênh chú là gì? Kênh Sài Gòn Travel. Ok. Dạ dạ. Em thấy anh Thiện ăn nhiều nhất đó nha. Rồi ngày mai thì quý vị có thể đến quý vị các bạn đến thưởng thức buffet chay 7K ở đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy một số món ăn thử review đến quý vị các bạn. Cái món ăn ở đây các anh chị làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp mắt ha. Nhìn hấp dẫn. Em chào chị. Chị cũng là trong trong nhóm mình luôn hả? Đúng rồi. À. Cũng là trong nhóm chị Thị. À được, cũng tham gia từ đầu đến giờ hả chị? Đúng rồi, chị tham gia mới có 1 năm. 1 năm. Qua bên Điện Biên Phủ á. À. Đây là về mình nhóm mình là sinh hoạt là như thế nào ta? À, có nghĩa là cũng cứ lâu lâu mới tụ tập vậy thôi đúng không? Vậy là giờ về mở quán rồi còn làm cái đó nữa không? Vẫn làm đúng không? Vẫn nấu, vẫn đi chào, vẫn đi phát bình thường ha. Dạ. Yeah. À, chúc chị ngon miệng. Kênh của em lâu lắm rồi đó. Dạ. Đây là chị cũng hay xem kênh của mình các bạn ạ. Chị tên gì nhỉ? Chị Hà ha. Dạ. Rồi chị Hà dùng đi không là nó bụi. Dạ. Cảm ơn chị Hà nhiều. Đây quý vị các bạn, mình lấy một cái đĩa này cũng khá là nhiều món. Là cái này là bắp cải cuốn này, bắp cải cuốn nấm này. Này là gỏi hoa chuối. Cái này là bánh ướt. Cái này là bánh nậm, cái này là bánh bột lọc. Đó. Đây các chị làm rất là ngon, hấp dẫn các bạn ạ. Từ ngày mai thì quý vị các bạn có thể đến thưởng thức buffet chay ở đây, 7K. Cứ chú anh chị nào mà bên quận 2 bên đường Điện Biên Phủ này thì có thể qua đây nhé. Rất là đông à. Này đa số là các anh chị trong nhóm thiện nguyện với lại mạnh thường quân. Những món này ăn rất là dễ ăn các bạn. Ngon, cay chuyện nó ngon lắm. Mình đã dưới nước sốt đây rồi. Nước mắm đây rồi. Món này ngon. Nước sốt chua chua ngọt ngọt. Mời quý vị các bạn nhé.
Em lấy ít quá. Ngon lắm. Rồi cảm ơn em. Mọi người ơi, cho hỏi là thời gian có ngon mà. Rất là ngon. Mọi người bắt con lên một cái trả lời con giả đi tao biết biết nào. Một, hai, ba. Ngon. Ngon quá rồi, cảm ơn Chris thầy, cảm ơn cô xe, cảm ơn chị Kha. Rồi, cảm ơn tí xin giới thiệu con tên là Lộc và Bụt Thơ My. Thì hôm nay ngoại trừ đến cái yêu duyên là cho mọi người ăn chay luôn thì cũng có chứa bệnh cho bà con ở đây. Thì ăn chay nó là một cái thanh lọc rất là tốt và nó trừ những cái sát sinh cho mình. Thì nếu mà mình ăn chay mình cứ nghĩ là nó nhẹ nhẹ thanh lọc thôi, ăn chay để trừ bệnh phòng bệnh thôi. Ở đây thì có mọi thứ ăn ra ngon, thực phẩm cũng ngon đúng không? Ở đây thì có những nước sống và có thêm nước trà. À, trà đây là trà dừa nha mọi người ơi, hôm nay là trà đặc trưng miền Tây và còn vừa thôi. Ngon không mấy em? Ngon hơn. Còn mấy em ở gần đây không? Dạ xa lắm mà. À. Còn bóc nè. Mình cũng ở trong nhóm luôn hả? Mới vô hả? Mới vô hả? À. Ở Gò Vấp luôn hả? Dạ, em dùng đi. Ngài à, ngài. Anh Long này chuyên chữa bệnh miễn phí. Tại đây cái gì hết á, xíu rồi sau giờ nó tinh mắt nên em nhiều cái tội quá vậy, lúc nãy nó có bánh quỳ luôn, nó mọi sự chỉ là ngụy trang thôi. Nó tăng hai. Anh hả? Anh đang ở YouTube đó. Sài Gòn Travel. Review những gì? Review ẩm thực. Món chay này. Anh là khách mời hả? Không, anh đi ngang qua anh thấy vô anh tự nhiên nữa. Không có đồng group. Anh đi ngang qua anh thấy cái bảng á. À, người ta gọi là cái gì? Có duyên. Có duyên. Ngoan là mình chia sẻ lan tỏa luôn. Dạ. Anh ở lại đến chiều không? Chiều mấy bạn đi phát từ thiện nữa. À, chiều có chiều đứa đi phát từ thiện luôn hả? Rồi phát gì em? Phát cháo ạ. Phát cháo ạ? À? Dạ. Chiều còn em thấy được là 1 giờ nấu cháo. À, 1 giờ nấu cháo. Mà phát ở đâu ta? Ờ. Là ở Nhi Đồng nữa, khu vực trong thành phố. Chi tiêu là hình như phát 700 phần á. À, hôm nay là phát 700 phần. Ở lại luôn anh. Chiều là mấy em ở lại làm phục vụ ấy luôn đó. Chắc là mấy bạn này ở lại, em có việc trong việc chứ. À. Mấy em là sinh viên hả? Dạ, em là sinh viên ạ. Em là sinh viên trường nào? Dạ, em là sinh viên trường Nhân Văn ạ. À, Nhân Văn. Đúng với cái tên trường luôn ha. À, chúc mấy em ngon miệng nhá. Dạ, cảm ơn.
này ngon nè em. Dạ. Bánh này ngon ha. Dạ. Bánh bánh này miếng bột lọc. Bánh bột lọc chay ha. Nhìn công phu ha. À, như như kiểu bánh như nhìn như như giống bánh mặn. Nhìn công phu ha. Ừ. Hấp dẫn này các bạn. Món cuốn này em thấy là ngon. À, cái đó anh thích ăn món cuốn đó. Cuốn ngon. Nước sốt rồi. Món này ngon lắm ạ. Bánh bột lọc rất là ngon giòn. Này bánh nậm mà làm y chang là mình ăn bánh bánh mặn luôn này các bạn. Nhìn không khác gì nhỉ? Giống rồi. À, giống luôn. Hấp dẫn không? Anh già hay là anh dùng món anh thấy sao anh? Ngon mà hay là nó. Nãy giờ là hoạt động hơi nhiều ha, bác sĩ hơi mệt ha. Hoạt động từ bây giờ tới hôm qua đến ngày đúng không? Vậy á. Mới đi có giải marathon về. À mới mới chạy giải marathon về. À, hỗ trợ bên vận động viên. À hỗ trợ vận động viên ha. Ừ. Hỗ trợ bên Mid Iron gì đó. Sáng nay nè. Mới mới vừa tối qua đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đêm qua. Nó ngăn đường ở bên Lũng Nhất á. Đúng rồi. Em thấy mà thông tin trên báo chí viết đầy nhiều mà. Dạ. 4 ngày vận động viên làm 8 tiếng đồng hồ. Dạ. Mới được cái này. Quá nhiều. Sáng nay lại đi phục vụ bên một con chay nữa. Đúng mà, hạnh phúc mà. Cứ lan tỏa được giá trị là rất là vui. Dạ. Anh Long đúng không? Lộc, Lộc, em tên Lộc. Lộc, Lộc, anh Lộc. À, dạ. Lộc. Lát nữa phải thưởng thức trà của anh. Nhà anh Lộc là phòng khám ở quận 12 hả? Gò Vấp hả? À, mình có hai phòng, phòng tư thì ở Tân Bình. Còn phòng khám từ thiện ở 485 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp. Hoạt động 357 sáng chiều sáng 8 giờ rưỡi cho đến 11 rưỡi, chiều là 1 giờ rưỡi cho đến 4 rưỡi. Dạ. Khám chữa hoàn toàn miễn phí, ai có những vấn đề đau nhức xương khớp, những cái bệnh khác cần tư vấn và chữa cứ qua. Dạ. Hoàn miễn phí hết. Thế là nhà anh là nghề là gia truyền hay sao anh? Không, mình đi học anh. À anh đi học về. Mình đi học theo sư phụ hơn 10 năm nay rồi. À. Thì mới ra làm khoảng 5-6 năm nay. Dạ. Từ lúc đầu là thầy theo thầy đi học võ, nhưng mà thầy nhìn mắt thầy mắt nhân tướng là bắt đi học y. À. Nhưng lúc đầu không có tính làm theo y. Ừ. Xong rồi học 5-6 năm xong rồi đi từ thiện thì thấy người ta bệnh á, mình cũng ra giúp, mà mình lại thấy cái tay mình giúp được, người ta cũng khuyên là về mở vòng làm luôn, thì mình bắt đầu làm. À. Nên bắt đầu bán duyên cái nghề sau, chứ lúc đầu làm học nhưng không có làm. Dạ. Thế là cũng là cái nhân duyên của mình nghe. Dạ dạ. Dạ. Thì giúp được ai cũng giúp thôi. Dạ. Em đi hôm nay là hôm nay cũng là cái duyên. Dạ. Đi ngang qua thôi chứ đâu có biết là ở đây có quán đâu. Nên là vô đây thì được biết vậy. Mọi người muốn lan tỏa cho những người dân khó khăn. Dạ. Lao động không là thu nhập không quá cao. Dạ. Tiếp cận những cái bữa ăn chay ngon để biết cách tập ăn chay đúng cách và chay để mà nó dưỡng sức khỏe luôn, và uống cũng dưỡng sức khỏe luôn. Dạ. Có những người tư vấn về sức khỏe, những cái thói quen để tự trị hết bệnh luôn. Dạ. Đây cái thực trạng hiện tại là bệnh do ăn uống quá nhiều. Đúng rồi. Đó, nên ăn chay, ăn sạch lại để giúp thanh lọc. Chứ mình không có đi phần về là tôi ăn chay về theo đạo hay không đạo. Dạ. Ăn để khỏe thôi bạn. Dạ. Khỏe bằng ăn để khỏe để à, ngon tâm nữa. Ngon. Muốn người ta theo là ăn mới ngon. Ăn không ngon không ăn chay nổi đâu. Dạ. Cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Dạ, hôm nay cũng là có duyên được gặp anh. Dạ. Em đang kia còn ghế đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ. Còn về trước nha. Về trước hậu. Dạ, không có. Biển là biển à. Không thấy mặt là biển không? Cần lồ nằm đi yên nè. À, quý vị các bạn là mình dùng bữa chay xong thì có nhiều bỏ nhiều có ít bỏ ít ha. Đây là cái quỹ để duy trì cái bếp chay thì quý anh chị các bạn có thể là tùy tâm tùy hỷ của mình. Đó, còn ngày thường là có ngày thường là 7.000 đấy, niềm tùy hỷ của mình nha các bạn ha. Rồi video của Kiên cũng xin kết thúc ở đây ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Bánh một lọc.